bạn hãy đợi đó trôi cha đô. Mình sẽ không để cho bạn ghi được bàn nào vào lưới đâu. Bạn chỉ giỏi nói miệng thôi à. Nếu bạn thật sự giỏi như vậy thì cứ đến đây đánh bại mình nè. Gì? Mình có đai đen taekwondo đó, không một ai có thể đánh bại mình được đâu, kể cả bạn á. Các bạn đừng cãi nhau nữa, tụi mình mau chơi đá banh đi. Được thôi, Cho Yon. Ơ, coi chừng. Bà ơi bà. Trời đất ơi. Bà ơi bà, bà có bị làm sao không bà? Nè các con, sao hả? Có ai bị thương hay không vậy? Bà không sao chứ, may mà tôi đến kịp đó. Ôi trời, cảm ơn chú nhiều. Mấy đứa nè, các con không bị thương chứ? Dạ, tụi con không sao. Bà nhìn nè, con rất khỏe, bà không phải lo đâu. Dạ, con đúng là một cậu bé khỏe mạnh, chắc là thường xuyên tập luyện lắm ha. À, mẹ của con quả thiệt là may mắn vì có một đứa con trai ngoan như vậy. Bà nghĩ con là con trai hả? Nhưng mà bà với chú ơi, con là một cô gái xinh đẹp đó. Con không phải là con trai hả? Chú hỏi nè, có phải ở trong nhà con là người nhỏ tuổi nhất hay không hả cô bé? Dạ cũng không phải luôn. Con biết gì không, rất nhiều gia đình mong muốn có con gái nhưng không có được, nên họ đành phải nuôi dạy và chăm sóc con trai của họ giống y như con gái vậy đó. Chú ơi chú đã nói đúng về hoàn cảnh của Sadu rồi đó, nhưng có hơi khác một chút. Vậy bạn ấy là một đứa con gái được chăm sóc như một đứa con trai. Đôn, coi chân mình đó. Lớp trưởng với lớp phó, các em có thể tới đây phụ cô một tay được không? Dạ được. Ôi trời, mấy cái này chỉ cần một mình Sadu là làm được hết. Chắc mấy bạn chưa biết đâu ha, hôm qua Sadu đã khiêng những cái thùng rất nặng để giúp đỡ một cụ già đó. Nhìn bạn ấy mạnh mẽ lắm luôn. Vậy nè, hôm qua mình cũng có mặt mà, Sadu đâu có làm chuyện đó một mình. Bạn ấy không thể nào làm hết mọi chuyện nếu không có mình giúp. Ừ thì đúng là bạn cũng có giúp đỡ, nhưng nói gì thì nói, Sadu vẫn khỏe hơn bạn rất nhiều. Sadu mà khỏe hơn mình hả? Ý bạn nói là Sadu sẽ thắng mình sao? Đúng rồi, không phải trận đấu bóng hôm qua bạn cũng mới thua Sadu đó sao? Cái nào ra cái đó chứ, nếu xét về sức mạnh thì con trai sẽ mạnh hơn con gái. Bạn có chắc không? Lần trước thi giật tay với bạn ấy mình cũng thua tơi tả luôn nè. Cái đó là do bạn quá yếu đuối thôi, có gì hay mà khoe. Nè, cho Sadu, bạn có muốn thi giật tay với mình không? Mặc dù bóng đá mình thua bạn, nhưng giật tay thì bạn đừng có mơ thắng được mình nghe chưa. Sao cũng được, bạn thật là trẻ con. Người thua cuộc sẽ phải mua bánh gạo cay cho người thắng cuộc nha. Thiệt hả? Không thành vấn đề. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Sadu ơi, cố lên đi. Sadu cố lên, hãy chiến thắng bạn ấy đi. Được thôi, mình sẽ thắng bạn ấy. Nhưng mà bụng của mình khó chịu quá. Cảm giác thật là thoải mái. Đi đến chiến thắng thôi nào. Sadu đã chiến thắng rồi kìa. Minchi à, hôm nay mình sẽ bao bạn ăn bánh gạo cay thoải mái luôn. Cảm ơn bạn nha Sadu. Mình thua rồi. Thiệt là mình có cảm giác sức mạnh đó không phải của con gái. Cứ như mình đang chơi giật tay với các anh trai của mình vậy á. Có khi nào Sadu thật sự là con trai không ta? Làm sao để biết bạn ấy là con gái hay con trai? Nè, xin cho Yon. Coi bạn xấu hổ chưa kìa.
thân là con trai mà lại đi thua đứa con gái. Vậy hả? Mình thách bạn thắng được bạn ấy á. Đối với mình mà nói, chuyện đó quá đơn giản. Bởi vì bạn ấy chỉ là một đứa con gái. Ai nói chứ? Ai nói với mấy bạn cho cha đu là con gái hả? Cái gì? Không lẽ bạn ấy là con trai hay sao? Thì nghe nói một số gia đình muốn có con gái nên chăm sóc con trai của họ như con gái vậy. Rốt cuộc ý của bạn là sao chứ? Nè, mấy bạn cứ thử suy nghĩ đi. Có bao giờ mấy bạn thắng được cha đua trong môn bóng đá chưa hả? Đúng là lần nào mình cũng không thắng được cha đua. Thấy chưa? Làm sao mà đám con trai lúc nào cũng chơi bóng đá thua con gái được chứ? Quá vô lý. Bạn nhắc mình mới để ý tới, chuyện này đúng là kỳ lạ thiệt. Hôm bữa mình còn thấy một mình bạn ấy khiêng một cái bàn rất nặng nữa chứ. Thì mình đã nói mà, bạn ấy rất là đáng nghi luôn á. Bạn nói đúng ha. Nóng quá đây. Các bạn đang làm gì ở đây vậy? Tránh ra chỗ khác để mình rửa tay đi. Được. Ai chà, mát quá đi. Thích quá. Mình thấy dễ chịu lắm luôn á. Coi coi bạn ấy kìa. Nè, xin cho Yon à, đừng có quên rằng bạn còn nợ mình món bánh gạo cay đó. Mấy bạn thấy chưa, bạn ấy là con trai. Có lẽ bạn nói đúng. Nè, mình nghe nói Chadu là con trai đó. Mình còn nghe nói ở nhà bạn ấy được chăm sóc như con gái vậy. Chuyện đó có gì ngạc nhiên đâu. Bạn ấy mà là con gái thì mới ngạc nhiên á. Min Jae à, bạn ở đây đợi mình một chút nha. Mình ra liền á. Cha Đu là con trai mà. Con trai phải vào nhà vệ sinh nam chứ. Cái gì vậy nè? Mẹ ơi, con đi học về rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, cái váy này kịp khô trước ngày mai không hả mẹ? Chi vậy? Bộ ngày mai con muốn mặc hả? Dạ, ngày mai con muốn mặc. Hả? Con nói cái gì? Ngày mai con định sẽ mặc cái váy này sao? Ý con là mặc cái váy ren ba tầng này hả? Mẹ ơi, thật ra thì... Ở trong trường có nhiều người đồn con là con trai đó mẹ. Hả? Bị đồn cái gì? Đúng là một lời đồn quá đáng. Trên đời luôn có những lời đồn như vậy. Hồi ba đi học cũng hay xuất hiện những lời đồn cực kỳ vô lý luôn. Kiểu như robot sẽ xuất hiện khi tòa nhà quốc hội mở ra. Ba à? Thôi được rồi, ba sẽ không nói nữa. Trời ơi, cha Đu, hôm nay nhìn bạn xinh đẹp quá à. Hình như lời đồn đã ảnh hưởng đến cha Đu rồi, phải làm sao đây? Cha Đu nè, bộ đồ bạn đang mặc có phải của bạn hay không? Nè, thỉnh thoảng ba của mình cũng hay mặc váy đi lại trong nhà lắm đó. Có khi ba mình mặc còn đẹp hơn bạn nữa. Hả? Bạn nói cái gì chứ? Thôi mà, nhìn bạn ấy cũng đẹp chứ bộ. Nhưng mấy bạn giỡn hơi quá rồi á. Đúng đó cha Đu, nhìn bạn thật sự rất xinh đẹp. Thấy chưa, chỉ có Min Jae là có mắt nhìn thôi. Đi thôi Min Jae. Cha Đu à. Min Jae à. Bạn không có sao chứ? Mình chỉ thấy không quen lắm khi mặc cái váy này thôi à. Cha Đu à, bạn đi nhanh lên đi. Tới liền đây. Nè, cho cha Đu chơi đá banh với tụi mình không? Tất nhiên là mình không thể chơi khi mặc chiếc váy này. Thôi hôm nay mình không có chơi đâu. Các bạn cứ chơi với nhau đi nha. Nè, nếu không có bạn thì tụi mình sẽ thua mất. Bạn có thể chơi một trận thôi cũng được.
Nè, mình đã nói là không muốn chơi rồi mà Đôn Đôn. Không lẽ bạn nghĩ lúc nào mình cũng thích chơi đá banh với mấy bạn hay sao hả? Đợi mình với cha đu. Để xem hôm nay các bạn có thể thua đậm tới cỡ nào. Ê trời đất, khoan đã, mình đang làm cái gì ở đây vậy nè? Minji à, đợi mình với. Cha đu à, bạn có muốn qua nhà Đanh đi ăn bánh không vậy? Nghe có vẻ hay đó. Dạ. Yeah. Ồ. Wow, trái banh kìa. Cha đâu à? Lâu da đau quá. Cha đâu? Cha đâu à? Cha đâu à? Thiệt tình, cũng hơi là cô còn chút việc nên vẫn chưa về đó. Con bạn chàng đâu sẽ không sao đâu đúng không? Không sao đâu em, bạn ấy chỉ bị bong gân thôi à. Minji à, mình sẽ không sao đâu. Cha đu ơi. Cha đu nè, em phải hoạt động nhẹ nhàng thôi nha, đừng có động đến vết thương. Dạ. Mình cứ sợ bạn không tỉnh lại nữa. Tại sao lúc nào bạn cũng chạy theo trái banh vậy hả? Mình nghĩ đó chỉ là do thói quen của mình thôi. Nè, tụi mình thua tới 3-0 lận hả? Ủa? Không tin được luôn đó. Nếu có Shadow thì có lẽ tụi mình đã giành chiến thắng được rồi. Nè, bạn ấy luôn là người giúp chúng ta tự tin hơn và không có cứ thấy thiếu thiếu. Đúng vậy, nói về Shadow thì mình thấy bạn ấy rất là tuyệt vời. Đúng vậy, tuyệt vời. Mình rất tuyệt vời sao? Nè, nhìn các bạn thiệt là thảm hại quá đi. Các bạn không thể thắng được trò nào nếu không có Shadow. Mình còn nghe nói thật ra bạn ấy là con trai đó. Nè, bạn nói gì kỳ vậy? Ai lại có thể đi tung cái tin đồn vô lý đó chứ? Đâu có gì sai khi mình nói một đứa con trai là một đứa con trai đâu chứ. Bạn mới nói cái gì hả? Mà mình hỏi thiệt nha, bạn thật sự tin lời đồn đó, tin Shadow là con trai hả? Tất nhiên là tụi mình tin rồi. Bởi vì người nói ra cái tin đó chính là Choyon mà. Hả? Bạn nói cái gì? Nè, Jin Choyon. Thì tại mình thấy bạn ấy giật tay với mình khỏe quá, cho nên mình mới nói có thể bạn ấy chính là con trai chứ bộ. Nè, Choyon. Shadow à. Thì ra tất cả chuyện này là tại bạn. Không, không phải, mình không cố ý đâu. Chỉ là mình chưa bao giờ thua con gái trong cuộc thi giật tay, cho nên mình mới... Nè, cũng phải coi là bạn thua ai chứ. Người thắng bạn chính là mình đó. Thì bạn là con gái mà. Ba mình cũng thường xuyên thua mẹ mình khi chơi trò giật tay. Nói như bạn thì mẹ mình cũng là con trai hả? Đối với một cô gái khỏe mạnh thì đó chính là điều tuyệt vời nhất. Chính các bạn đã nói như vậy mà. Mình rất là tuyệt vời. Ủa, bạn nghe tụi mình nói hả? Mình nghe rồi. Cho nên, ngày mai tụi mình cùng chơi đá banh với nhau đi. Chúng ta phải trả thù cho trận thua 3-0 của ngày hôm nay chứ. Chơi đu ơi, mình xin lỗi. Bạn bỏ qua cho mình nha, cha đu. Thôi, không sao đâu. Lời đồn của bạn đã giúp mình nổi tiếng hơn. Mình chính là ngôi sao của lời đồn. Ôi trời đất ơi, lạnh quá vậy nè. Ôi trời. Một năm trôi qua nhanh như mũi tên vậy. Chưa gì đã hết tháng 11 rồi. Nhanh gì chứ mẹ, con thì lúc nào cũng tự hỏi khi nào mới hết năm đây. Con chờ đợi muốn mỏi mòn luôn đấy mẹ ơi. Cuối cùng, cuối năm cũng tới rồi. Hey, thịt bò Hàn Quốc. Mẹ ơi mẹ, phần thưởng cuối năm của ba ổn đúng không mẹ? Tuần sau chúng ta có thể đi ăn thịt bò Hàn Quốc rồi phải không mẹ? Nhớ là đừng có vô bếp làm phiền trong khi mẹ đang nấu ăn. Mấy đứa con mau vô phòng làm bài tập hết đi. Nếu không nghe lời thì ngay cả canh cũng không được ăn đâu. Dạ
xin nghe. Hả, Minji, có chuyện gì? Jadu à, bây giờ mình có thể tới nhà của bạn không? Cả nhà mình ra ngoài hết trơn rồi, còn có một mình ở nhà à. Mình sẽ đi mua bánh gạo đem qua. Bạn vẫn chưa ăn cơm có đúng không vậy? Phải làm sao đây Minji à? Bây giờ nhà mình có khách rồi, cho nên chắc là hẹn bạn. Vậy sao? Mình còn định đến nhà luôn mà không gọi trước, nhưng mình cảm thấy hơi bất lịch sự. Thôi không sao đâu mà, mai chúng ta gặp lại nha. Tạm biệt. Nhà mình có khách hay sao chị Jadu? Làm giật mình à. Chị không cho chị Minji tới nhà chúng ta vì chị không muốn chia bớt phần thịt cho chị ấy ăn, có đúng không? Phải rồi đó. Chị ấy là bạn thân của chị chứ bộ. Sau khi ăn thịt bò xong rồi tính tới tình bạn thân cũng được mà, đâu có mất mát gì đâu. Ăn từ từ thôi, còn cá nồi lận mà. Dạ. Chào buổi sáng. Xin chào Jadu à. Bụng của bạn bị sao vậy? Bạn đang giấu trái banh trong bụng hả? Không lẽ bụng của mình nhìn bự đỏ luôn vậy hả Minji? Là bụng của bạn. Đúng rồi, hôm qua mình ăn hơi nhiều thôi mà. Hôm qua bạn nói nhà bạn có khách mà, chắc hẳn là bạn đã ăn nhiều món ngon lắm. Mình quên mất tiêu chuyện đó. Hôm nay mình có mang cái này cho bạn nè. Là snack choco. Hôm qua anh của mình mua cho mình, nhưng mình không ăn mà để hôm nay đem ăn chung với bạn. Thật vậy sao? Sau khi ăn thịt bò xong rồi tính tới bản thân cũng được mà, đâu có mất mát gì đâu. Nè, chắc bạn no lắm, nhưng cùng nhau ăn một miếng đi. Được rồi, cảm ơn bạn nha. Minji lúc nào cũng vậy, có cái gì ngon cũng để dành đem chia cho mình hết á. Còn mình thì lại... Minji à, hôm nay bạn đến nhà mình và cùng ăn tối với mình có được không hả? Cảm ơn bạn vì đã mời mình tới ăn tối. Còn cảm ơn bác rất nhiều ạ. Cái món này là gì? Dạ không, thịt này sao mà ngon quá à. Cái con bé này đúng là biết thưởng thức quá nha. Ấy chà, còn rau xà lách nữa mà bác quên mang lên rồi. Dạ được rồi, con cảm ơn bác. Đã ăn thì phải ăn cho đúng cách chứ. Mặn quá, nhai vô miệng thì vị mặn hơn. Có ăn nhiều vào nha Minji. Jadu à, hôm nay mình đã ăn rất là ngon luôn. Mai gặp lại ở trường nha. Lần sau mình ăn nữa nha. Không cần đâu, hôm nay mình đã ăn rất nhiều rồi. Thôi mình đi đây hả? Con về rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, lấy cơm cho con ăn với, con đói bụng quá à. Cái gì chứ, không phải con ăn tối ở nhà Jadu rồi mới về hay sao? Sếp ơi, sếp đã làm gì với phần thưởng lần này vậy sếp? Tôi đã đưa cho vợ tôi để mua thịt bò Hàn Quốc cho bọn trẻ ăn rồi. Phải rồi ha, vợ của sếp nấu ăn ngon lắm mà. Thật là ngưỡng mộ quá đi. Nấu ăn ngon hả, ai nói vậy chứ. Bởi vì bò Hàn Quốc mắc quá nên tôi không ăn thường xuyên thôi. Chứ món ăn có mùi vị gì đâu. Mấy đứa nhỏ nhà sếp không phải ăn rất ngon hay sao? Bình thường chỉ có ăn cỏ thôi. Thử ném một đống thịt cho ăn coi, nấu kiểu gì mà chẳng thấy ngon. Minji à, hôm nay không cần phải tới học viện học có đúng không? Bạn có muốn tới nhà mình ăn tối hay không? Không cần đâu Jadu à. Hôm nay mình sẽ mời bạn tới nhà của mình. Mẹ mình sẽ làm món sườn bò hầm nên kêu mình rủ bạn cùng tới ăn đó. Ủa thật vậy hả? Nhưng bạn sẽ không cảm thấy gì chứ? Chuyện gì hả? Mình hơi khó ăn đó nha. Lỡ mẹ của bạn nấu món thịt không hợp với khẩu vị của mình thì sao? Cô ơi, cô cho con hỏi, món này là món gì vậy cô? Đây là món sườn bò hầm, con có thích hay không vậy? Không thể nào tin được mà.
món thịt hầm rất mềm rất thơm, khi ăn nó tan trong miệng luôn. Đây là món thịt hầm thật sao? Mẹ ơi, tại sao mẹ lại làm vậy với tụi con kia chứ? Con bé này đang nói cái gì vậy? Nếu giờ mẹ nấu thịt bò Hàn Quốc theo kiểu gì vậy hả mẹ? Món sườn bò hầm của mẹ làm dở quá trời quá đất luôn á. Nói cái gì vậy hả? Con vừa mới được ăn món sườn bò hầm mà mẹ của Minchi làm đó mẹ. Ngon lắm luôn đó. Món mẹ làm không thể nào so sánh được đâu. Chị nói gì vậy chứ? Con đang nói cái gì vậy hả? Con nói đi, con vừa ăn cái món gì ghê gớm dữ vậy? Con có lén mang về một ít đây nè mẹ. Mẹ cũng nên ăn thử một miếng cho biết đi. Làm gì mà gói mang về chứ đi ăn xin vậy? Thì tại vì nó ngon quá mà. Em nữa. Đúng là ngon quá trời quá đất luôn à. Ôi, thiệt là hết chịu nổi mấy cái đứa này mà. Tao đưa đây cho mẹ ăn thử coi. Đúng là ngon thiệt. Cho dù có ngon hơn mình nấu đi chăng nữa thì chúng cũng không nên làm cho mẹ của chúng xấu hổ như vậy mới phải chứ. Đúng là nuôi chúng bao nhiêu năm nay tốn công thiệt mà. Sao nước không mát dễ trơn vậy nè? Cái gì đây hả? Thịt bò để đây đâu có tiêu hết rồi. Cô ơi cô, con có thể dùng phần thịt này để nấu sườn hầm cho con có được không ạ? Cha Đu à? Cái con bé này tại sao con lại làm cho mẹ xấu hổ như vậy chứ hả Cha Đu? Dạ alo. À mẹ Sơn Hun hả? Tôi là mẹ của Cha Đu đây, may là chị có nhà. Mẹ Cha Đu à, có chuyện gì mà chị gọi cho tôi vậy? Lần trước tôi có nghe chị nhận được chứng chỉ đầu bếp món Hàn có đúng không? Tôi chịu trách nhiệm nấu nên bây giờ mới cực như vậy nè. Mấy đứa à, ba về rồi nè. Hả? Mẹ của tụi con đâu? Dạ con không biết, con về nhà đã không thấy mẹ rồi. Ba ơi ba, con đói bụng quá. Ở nhà không có cơm sao? Bộ hôm nay mẹ mấy đứa không nấu cơm hả? Tưởng gì món sườn bò hầm dễ nấu thấy mồ, có gì khó khăn đâu chứ. Mẹ Cha Đu à. Chị có khỏe không, mới đi chợ về hả? Xách lỉnh kỉnh nhiều thứ quá ta. Coi bộ hôm nay có khách tới nhà chơi hay sao vậy chị? Nói tôi nghe coi. Trời ơi, tuần này chúng tôi có một bữa tiệc tại nhà văn hóa cộng đồng. Tôi chịu trách nhiệm đi chợ cho các ông bà lớn tuổi, chứ đâu có khách khứa gì đâu chị. Còn người chịu trách nhiệm nấu là mẹ của Minchi. Chị vừa nói cái gì chứ? Mẹ của Minchi chịu trách nhiệm nấu nướng sao? Mẹ của Minchi nấu ăn ngon mà. Lần này chị ấy sẽ nấu món sườn bò hầm. Không biết có cần thêm người phụ không? Hãy ăn nhiều vào nha mọi người. Hãy ăn nhiều vào nha mọi người. Chà, món này đúng là ngon quá ha. Trời đất ơi, món sườn bò hầm chắc là ngon lắm. Đúng không hả mẹ Cha Đu? Nhiều thứ để dọn dẹp quá, không còn thời gian nữa, để tôi đi rửa chén nha. Không cần đâu, tôi sẽ rửa chén để mẹ của Minchi có thể về được rồi. Nấu ăn cả buổi chắc là chị cảm thấy mệt mỏi lắm. Mẹ ơi, sao mẹ về trễ vậy? Tụi con đói lắm rồi. Trong tủ lạnh chỉ có kim chi thôi, cho tụi con ăn cơm đi mà mẹ. Cái này là chính tay mẹ làm đó, sẽ không ngon đâu. Mẹ hỏi mấy đứa một câu nha, bây giờ các con muốn ăn kim chi hay là muốn ăn thịt bò đây? Dạ ăn thịt bò.
Mẹ Chadu à, chị đừng có buồn nha. Có thể có sai sót mà. Học nấu ăn gấp gáp như vậy, đương nhiên là sẽ có sai sót rồi, chị đừng có bận tâm. Ủa, chị đang nói cái gì vậy hả? Ai sai sót chứ? Bữa tiệc tại trung tâm văn hóa cộng đồng đó. Ôi trời, cái đó tôi làm giống như mọi lần tôi làm thôi mà. Cái này đều là sườn bò hầm. Tôi đã gói hết phần còn lại mang về. Tôi nghĩ nhất định sẽ không ai đụng tới chúng đâu. Tôi nghĩ tôi không cần làm món phụ trong vòng một tháng. Ngày hôm đó bạn Dương xuất bất tình là nắm tay của Chadu rồi kéo sang lớp 3-4. Các bạn cũng thấy mà. Cảnh đó thật là lãng mạn. Đúng như vậy. Thái độ của Dương xuất rất là giận dữ. Vì vậy bạn ấy đã kéo cánh cửa ra rất là mạnh. Trong bước ra. Lisa Trong chính là mình đây. Và thật không ngờ bạn Lisa Trong cũng là một người rất là đẹp trai. Nhưng cũng vì trong lòng đã thích Chadu từ lâu, cho nên Dương Sức đã không lùi bước. Cho dù mọi người có nói gì thì Chadu cũng là bạn gái của mình. Khôn hồn thì quên đi, Chadu là bạn gái của mình. Bạn đừng có nằm mơ. Bạn nói như vậy cũng có nghĩa là bạn muốn gây chiến. Mau dừng lại đi. Mình xin hai bạn hãy mau dừng lại đi. Nếu như hai bạn đánh nhau chỉ vì mình thì... Chờ đã, Chadu. Phải làm sao đây? Bạn vẫn chưa kể xong hả? Chút nữa mình kể tiếp nha. Bạn không sao chứ? Nhân vật chính trong câu chuyện lãng mạn. Minji à, bạn thân của mình Minji à, mình đang cố gắng để quên đi chuyện ngày hôm đó đó. Nhưng không hiểu tại sao thiệt là khó, tới nỗi mình không thể nào ngủ được luôn. Sao bạn lại cứ nhắc tới hoài vậy chú? Nhưng dù sao, câu chuyện đó thật sự rất là lãng mạn mà. Lãng mạn hả? Đó là do bạn nghĩ nó lãng mạn thôi. Bạn cũng có mặt ở đó, sao lại có thể nói như vậy được chứ? Mình mất mặt lắm, bạn có biết hay không hả? Bạn tưởng mình làm như vậy là vì mình đó hả? Tất cả thì mình làm là vì bạn đó, biết chưa? Là vì mình sao? Đúng vậy. Tất cả học sinh ở trong trường này, từ khối lớp 1 tới khối lớp 6, ai ai cũng đều biết chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Hả? Cái gì chứ? Thật vậy sao? Nếu vậy thì mình phải làm sao bây giờ? Ôi trời ơi. Minji à, mình chuyển trường đây nha. Bạn ở lại ha. Dù bạn có chuyển trường đi đâu thì tin đồn đó cũng sẽ đi theo bạn thôi à, biết chưa? Chính vì vậy mình mới nghĩ cách biến câu chuyện hài lãng mạn rẻ tiền ngày hôm đó thành một câu chuyện tình cảm tay ba phức tạp nhưng cực kỳ lãng mạn luôn. Và nói một cách khác, trước khi quá trễ, mình đang che giấu chuyện của bạn bằng phiên bản chuyện của mình. Xin bạn hãy tha thứ cho mình, thật sự mình đã quá nông cạn rồi. Đứng lên đi bạn thân của mình, tình bạn của hai chúng ta là mãi mãi. Mình cần phải làm gì đây? Bạn mau nói đi Minji à. Chadu à, bạn cứ là chính mình thôi, cũng giống như là bây giờ nè. Minji à, bạn đúng là... Việc còn lại để mình giải quyết. À...
Ủa, ủa ngon quá, cho mình cắn miếng. Nè, cái gì kìa? Và dương sóc với hơi thở hỗn hển đã xuất hiện. Rồi sau đó tiến tới Shadow nắm lấy tay bạn ấy và kéo đi theo mình. Dương sóc à, hãy đi chậm lại thôi. Mau đuổi theo bọn họ. Mau đứng lại hay không? Không, đây là ta đã bắt được các ngươi rồi. Dương sóc à, Benji à, Dương sóc à, á trời, sao vậy hả? Có chuyện gì vậy? Tại sao mình lại có mặt ở đó chứ? Bạn hỡi đón kìa. Bạn về nhà một mình nha, vì hôm nay mình cần phải đi mua một vài thứ lặt vặt cho mẹ của mình. Mình có thể đi cùng với bạn à? Minchi à, không cần đâu. Bạn là tiểu thuyết gia, vì vậy cần phải tập trung để viết ra một câu chuyện thật là hay. Phải ra đưa à, hãy tin ở mình nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Công nhận là đi học về có một mình buồn thiệt á. Đúng rồi, mình cần phải tập trung vì Shadow. Hãy tập trung đi nào. Vậy là lúc đó Shadow và Yun Sức ở dách núi. Minchi, chờ ở đây. Sao mình cứ có mặt ở trong triển hoài vậy? Phải cẩn thận. Bạn không sao chứ? Dương sức à? Bạn đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Phải cẩn thận chứ. Có chỗ nào bị đau không? Trời. Không ngờ Dương sức đã có mặt để cứu mình. Ôi trời đất ơi, mình bị sao vậy? Mình ăn phần mì có bánh gạo cay được không? Được thôi. Đã quá à, hôm nay mình thiệt là may mắn. Nhưng mà sao bạn không ăn? Hả? À được rồi, mình sẽ ăn liền mà. Thôi đi, bạn không nên làm như vậy đâu mà. Hả? Sao bạn lại ích kỷ với một cô gái tội nghiệp như mình vậy chứ? Bạn phải nên biết cách cư xử một chút đi. Thiệt tình, sao lần nào đi ăn bạn cũng không đem theo tiền hết vậy? Đó là bởi vì mình không có tiền. Nhưng mà bạn của mình lúc nào ở trong túi cũng có nhiều tiền hết. Nhưng đâu có dư trả cho bạn. Shadow à? Cao, các bạn cũng tới đây ăn hả? Minchi đi ăn chung với Yun Sắc kìa. Minchi sao? Đúng rồi, hai bạn đang làm gì ở đây vậy? Thì ăn chứ còn làm gì. Tại vì hôm nay tự nhiên bạn Minchi mời mình đi ăn á. Cái gì sao Minchi lại mời bạn đi ăn? Có lẽ tại bạn ấy thích mình thôi. Nè Dương Sức à, tại sao bạn lại nói như vậy chứ? Shadow à, tại cái chuyện này là gì? Thì ra bạn Minchi thích bạn. Shadow à. Ngốc quá, ngốc quá. Nhìn thái độ của Shadow lúc đó, mình thấy hình như là Shadow cũng có vẻ rất thích Dương Sức. Trời ơi, làm sao giải thích với bạn ấy đây? Shadow, bạn tới rồi. Sự thật chuyện ngày hôm qua là... Bạn không cần phải nói gì hết. Bây giờ mình thật sự không hề muốn nói chuyện với bạn một chút nào. Phải làm gì đây? Chắc là bạn ấy đang giận lắm. Hôm qua trong quán, tụi mình cũng có mặt để chứng kiến sự việc xảy ra. Cho nên tụi mình mới dám mạnh dạn kết luận là Minchi đã dùng tiền để cướp Yun Sắc khỏi tay Shadow. Thật vậy sao? Không thể tin được. Theo như những gì mà họ đã ăn hôm qua, có vẻ hai người họ thật sự quen nhau đó, đúng không?
Đúng vậy, họ đã gọi món bánh gạo cay với một phần mì. Vậy là rõ ràng rồi. Bánh gạo và mì? Sao Minchi có thể làm như vậy? Ăn nó cho cẩn thận. Thật sự chuyện không phải như vậy đâu mà. Là chị hôm qua vừa sức đã. Chadu à. Vậy bạn nói Chadu ghen với bạn sao? Đúng vậy, bạn nên tới gặp và giải thích cho Chadu hiểu những gì đã xảy ra ngày hôm qua mới được. Nghĩa là Chadu cũng thích mình phải không? Theo mình thì hình như là vậy. Thiệt hả? Hiện giờ bạn ấy ở đâu vậy? Hả? À nè, cho Chadu. Không cần phải ghen đâu. Thiệt ra mình và Minchi không có gì với nhau hết. Người bạn gái mình thích là bạn. Trời ơi. Nè Dung Sức à, bạn có sao không vậy? Bạn đùa với mình có đúng không? Mình không hề ghen tị với Minchi một chút nào hết. Mà là mình giận vì Minchi đã mời bạn đi ăn bánh gạo mà lại không thèm mời mình thôi. Hả? Bánh gạo sao? Đúng vậy đó, hai bạn đi ăn mà không chịu rủ mình gì hết. Bạn biết rõ là mình thích ăn bánh gạo cay đến như thế nào mà. Trong khi hôm đó mình phải chịu mất mặt để cố năn nỉ đôn đôn mua bánh gạo cay cho mình. Thêm mấy món chiên và món dồi nữa. Mình xin lỗi Chadu, tất cả là lỗi của mình vì mình đã không chỉ hiểu bạn. Chút nữa tan học tụi mình đi ăn bánh gạo cay nha. Mình sẽ mua cho bạn những gì mà bạn thích. Có thiệt không? Mình sẽ được ăn món dồi và mì có đúng không? Dĩ nhiên rồi, món gì cũng được hết. Chi à? Chadu à, từ giờ trở đi chúng ta sẽ là bạn bè tốt của nhau mãi mãi. Chúng ta ăn khoai lang và trứng luộc nữa nha. Dĩ nhiên rồi. Mình nói nè Chadu, đi ăn bánh gạo cay với mình không? Tiền sinh hoạt của mình đã hết từ tuần trước rồi. Bây giờ môi mình đang co giật vì không thể ăn vặt đây. Mình cầm bút đá tay luôn. Đó là gì vậy? À đúng rồi ha. Tiệm kem gần đây đang khuyến mãi á. Họ bán kem ốc khổng lồ Tornado với giá siêu mềm. Chỉ trong hôm nay thôi. À, kem khổng lồ Tornado sao? Minchi à, có giảm giá còn bao nhiêu vậy? 500 won. Chỉ có 500 thôi à mẹ ơi. Đây là lần cuối cùng đó. Mẹ không biết gì hết, con đừng có nói nữa. Ôi trời ơi, không thể tin là con lại cố gắng để xin 500 won đó nha. Ba cho con 500 won thôi đi mà ba. 50 won mà con không có nữa. Biết vậy sao từ đầu con không chịu tiết kiệm. Mẹ ơi, mẹ muốn sai con làm gì cũng được hết. Đây, nhớ tiết kiệm á. Dạ, con biết rồi mẹ. Minchi à, là mình nè. Tụi mình mau chị đi mua kem ốc khổng lồ Tornado trước khi nó không được. Cái khe này nhỏ quá đi, tay của mình không giới tới được. Hai đứa mau đi lấy cho chị cái cây lau bụi, nhanh lên. Đường tới rồi, hình như dưới này có cái gì đó. Được không? Nếu như mẹ thấy thì bạn ấy sẽ trở thành lịch sử luôn. Mau vô trong đó đi.
Mimi à, Barbie nữa, không được nói với mẹ về bạn ấy, biết chưa? Hai đứa hiểu rồi chứ? Mình tưởng bạn muốn tới nhà mình chơi chứ, sao lại rủ mình đi? Hôm nay ba mẹ của bạn đi vắng hả? Mình nói nghe nè, mọi người hãy giúp mình đẩy cái tủ quần áo này ra đi. Nữa đi, cố gắng lên, chỉ một chút nữa thôi, sắp được rồi kìa, làm tốt lắm. Ê, có cái gì ở bên đó vậy? Chính là cái lỗ này. Đó là chuột chuỗi mà. Bạn nói đó là chuột chuỗi hả? Chị ơi, nhìn nó nè. Sao mà con chuột chuỗi đó có thể sống ở đây được vậy? Nhìn nó như em bé. Nó đáng yêu quá. Các bạn nhìn kìa, hình như em bé đang đói lắm thì phải. Mẹ của em ấy đâu, không lẽ là trẻ mồ côi sao? Em ấy không có mồ côi, bạn đừng có nói như vậy chứ. Em ấy vẫn còn có tuổi mình mà, có đúng không, Đu Đu? Đu Đu. Sao hả? Em có thích cái tên của mình không, Đu Đu? Không được đâu, Sa Đu à. Chuột chuỗi là động vật hoang dã, vậy nên bạn không thể đem nó về nhà làm thú cưng được. Với lại ba mẹ của nó sẽ rất lo lắng nếu như không. Ê, má bỏ ra. Mấy đứa ơi, coi đến chơi hả? Đang ở trong phòng của không ba mẹ. Không được để cho ba mẹ thấy nó. Mau vào trong đó đi, Đu Đu à, nhanh lên. Đẩy tủ quần áo về vị trí cũ ngay lập tức. Mấy đứa bị cái gì vậy hả? Ngon quá đi à. Rồi cho nên mẹ sẽ mua 7 về đặt. Còn nữa, trên bánh mì này có thuốc chuột, mấy đứa không được ăn đâu, có biết chưa? Thuốc chuột hả mẹ? Tối nay mấy đứa bị cái gì vậy hả? Đu Đu ơi, Đu Đu à, có gì đó không hay rồi. Bình thường kêu một tiếng là em ấy lên liền mà. Đu Đu ơi! Đu Đu ăn chú uống chuột rồi, bác sĩ ơi, mau cứu em ấy đi. Bác sĩ làm sao thấy cứu em ấy đây? Mấy đứa làm cái gì vậy? Chị hai, Đu Đu sẽ không sao chứ? Em ấy đang bệnh mà, để em ấy về hang như vậy có ổn không? Nguyên ngày hôm nay em ấy hầu như không ăn được cái gì hết. Chắc giờ này ba mẹ ngủ hết rồi có đúng không? Phải tin tưởng Đu Đu, chắc là em ấy sẽ tốt lên thôi. Em thấy vui quá chị ơi. Bà xã à, hình như là trên mặt của anh có mùi gì đó ngộ ngộ đúng không? Anh hỏi câu đó là có ý gì hả? Mà tối nay có bao nhiêu người qua nhà mình hả? Nếu tính luôn cả giám đốc thì có khoảng 3-4 người. Lần này anh sẽ được đánh giá về việc thăng chức. Em ráng thể hiện cho tốt nha. Wow, chị Choi, công nhận chị khéo tay thiệt đó nha. Cũng đơn giản thôi mà, chắc là mọi người đã đói rồi, mau ngồi xuống ăn đi. Tụi con chào cô chú. Ôi trời, được rồi, được rồi. Quản lý Choi, mấy đứa nhỏ nhà cậu ngoan quá đi. Dạ, sếp quá khen, sếp làm em thấy xấu hổ quá đi. Quản lý Choi nè, anh có thể đưa chúng tôi đi tham quan nhà anh được không? Hả? Hôm nay không được đâu.
này, sao các con lại không dọn phòng hả? Lập tức dọn phòng, mau lên. Không được đâu mẹ ơi. Thôi được rồi, không sao đâu. Dù gì đây cũng là phòng của bọn trẻ mà. Tính ra thì căn phòng này cũng dễ thương đó chứ. Con tên là Cha Đu hả? Không biết con ở trường. Ôi trời, giám đốc ơi, giám đốc có làm sao không? Giám đốc có làm sao không? Ôi trời ơi, trời, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Xin lỗi giám đốc nhiều lắm, tôi cũng không biết là sàn nhà lại bị hư. Không, thật ra là chỉ có chút vấn đề nhỏ thôi. Vậy phòng này không có vấn đề gì chứ? Dạ, phòng này thì không vấn đề gì. Giám đốc ơi, chuyện này là sao? Đó là con gì vậy? Thôi chào cả nhà, chúng tôi xin phép đi về đây. Chuyện này đúng là quá hoang đường mà. Ai đời lại mang chuột chuỗi làm thú cưng chứ? Mày đúng muốn phá nhà hả? Có ai ở nhà không? Chúng tôi là dịch vụ bảo trợ động vật hoang dã đây. Dạ, mời vào. Chú Ru à, em mau chạy đi. Rắc rối rồi, nó di chuyển nhanh quá. Mau lên, che hết mấy cái lỗ lại. Chú xin lỗi nha, bây giờ tụi chú phải đi đến một địa điểm khác rồi. Đu Đu ơi, chị xin lỗi vì không thể bảo vệ em. Hãy tự chăm sóc bản thân nha. Chị xin lỗi. Đu Đu ơi. Thưa ba mẹ con đi học. Lên được kìa, đánh đây, đánh đây, đánh lên. Đúng rồi. Hay rồi á. Ê, con chuột chuỗi đâu mất rồi? Sao nó có thể thoát ra được chứ? Chán thiệt, lại thua nữa rồi. Thôi đi đi.